Chào Mai. Chào Đình Hiếu. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt Home Shopping. Ngày hôm nay Đình Hiếu rất vui được giới thiệu cùng Mai cũng như giới thiệu cùng quý vị sản phẩm lò vi ba Golson MVKO G25EL2 của công ty cổ phần mặt trời vàng Golson GSC. Ngày hôm nay thì Đình Hiếu sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị cũng như với Mai những tính năng ưu điểm của sản phẩm này so với những sản phẩm khác đang được bày bán ở thị trường Việt Nam. Và xin lưu ý, đây là sản phẩm duy nhất được ứng dụng công nghệ LightWay sóng ánh sáng, rất là ấn tượng và thú vị đấy. Nhìn ở ngoài thì mẫu mã rất là đẹp mà sang trọng nữa. Không những vừa nấu nướng mà Mai nghĩ có thể trang trí cho nhà bếp mình cũng được lắm đó Đình Hiếu. Đầu tiên thì chiếc lò này có những chức năng cơ bản nè, nấu nướng, kết hợp nấu nướng và rã đông nhanh nữa. Và Mai thấy không, ở đây có cái chức năng hẹn giờ. Mai có thể vừa nấu ăn nè, vừa làm việc mà chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian đúng không nào? Và một ấn tượng nữa chính là cái màn hình LCD lớn nhất so với những sản phẩm hiện nay là 3.18 inch. Bạn sẽ thấy trên màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các thực đơn nè. Với những chức năng cơ bản về nấu nướng, bạn dễ dàng lựa chọn thông qua thao tác như thế này thôi. Bạn chỉ cần xoay, sau đó bạn sẽ chọn những cái thao tác nào bạn cần thiết. Chỉ cần bấm nút khởi động và như vậy chỉ việc ngồi chờ thức ăn chính là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Cửa lò được làm bằng gương lạnh phản nhiệt. Ở bên trong dù nhiệt độ cao đến cỡ nào thì bên ngoài bạn cũng không cảm nhận là nhiệt tỏa ra đâu. Vậy hả? Thiệt là hay quá. Nếu như mà ở nhà mà có trẻ em á, thì cũng rất là an toàn Hiếu ha. Mày nghe có mùi thơm. Bạn Mai của chúng ta rất là tinh ý đó các bạn. Bạn ấy cảm nhận được một mùi thơm, chứng tỏ là thức ăn đã chín đúng không nào. Và để ngày hôm nay giới thiệu cùng quý vị và giới thiệu với Mai, Hiếu đã chuẩn bị sẵn một món ăn ở bên trong này. Và bây giờ chỉ việc mở ra và chúng ta xem thức ăn sau khi nấu chín từ lò vi ba này có giòn, có thơm ngon và có mềm không nhé. Chúng ta cùng làm món gì vậy? Món gà quay. Trời ơi, con gà gì nó hấp dẫn quá. Hết sức bình tĩnh. Mời bạn ngồi ra ghế. Rồi. Mùi thơm bốc lên. Thơm quá. Đây, xin mời Mai dùng thử một miếng thịt gà ha. Miếng cắt gà cũng chuyên nghiệp quá ha. Sao? Miếng gà có bị quá khô không anh? Như quá khô đúng không? Không, mà rất ngon là khác. Wow. Cái phần da gà ở ngoài á thì rất giòn mà thơm nữa. Còn cái thịt gà bên trong nó rất là mềm. Ngon quá Hiếu ơi. Thật ra những cái loại thức ăn nè, quay hay là nướng từ lò vi ba Golson á thì luôn luôn có một cái độ chín nhất định. Đây là sản phẩm duy nhất được ứng dụng với công nghệ LightWay là sóng ánh sáng, giúp cho tăng cái nhiệt độ ở trong khoang lò lên gấp 4 lần so với những sản phẩm khác. Và đặc biệt là tiết kiệm điện năng nữa. Nhưng mà có tiết kiệm hơn những lò vi ba khác hay không Hiếu? Thôi bây giờ để cụ thể hơn, Hiếu sẽ làm một cái so sánh này cho Mai dễ hiểu nè. Với những cái sản phẩm lò vi ba hiện giờ đang bày bán ở thị trường thì mất khoảng 1200W trong 1 giờ để mà nấu nướng. Còn với lò vi ba Golson thì mất khoảng 800W một giờ thôi. Như vậy là Mai đã tiết kiệm được hoàn toàn là 400W một giờ. Vậy hay quá. Đặc biệt nữa là cái sóng ánh sáng đó, nó có khả năng diệt khuẩn, giúp loại bỏ hoàn toàn những vi khuẩn mà gây cái bệnh đường ruột đó. Thì như vậy là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cả gia đình Mai rồi còn gì nữa. Vừa nấu được thức ăn ngon, giòn, mềm nè, mà vừa tiết kiệm điện. Không những vậy mà còn có khả năng diệt khuẩn nữa. Như vậy là quá tốt rồi còn gì. Bên cạnh đó, ví dụ như Mai thấy những cái loại thực phẩm mà được chế biến từ lò vi ba thì thường tạo cho thức ăn nó bị khô và có cảm giác cho người ăn là cái thực phẩm nó không được tươi ngon. Thế nhưng ở cái lò vi ba Golson này rất là đặc biệt, nó có được gắn thêm cái thiết bị mà tạo ra cái hơi ẩm trong khoang lò. Để Hiếu lấy cho Mai xem nhé. Đây, chỉ cần bạn cho nước vào đây và gắn vào trong lò thôi thì bạn sẽ tạo được một độ ẩm cần thiết trong cái thời gian nấu nướng á. Thì như vậy thì thức ăn của bạn luôn luôn là cảm thấy có cái hương vị rất thơm ngon mà giữ được các chất bổ trong thực phẩm nữa. Như vậy bạn ăn cảm giác thực phẩm lúc nào cũng tươi và cảm giác ngon miệng hơn. Nhưng mà cái lò vi ba này có tạo ra các mùi lẫn lộn như các thức ăn hay không? Cái đó là cũng một điều dễ hiểu thôi. Khách hàng nào cũng sẽ phải đặt câu hỏi này, bởi vì sợ là bạn vừa nấu cá xong, bạn cho cá ra thì bạn cho thức ăn khác vô sẽ lẫn cái mùi cá đúng không? Bạn yên tâm, ví dụ như bạn cho cá vào, nhưng mà nếu bạn sử dụng mà cái lò vi ba Golson này có chức năng tạo độ ẩm này thì cá vừa xong chín ra bạn cho gà vào thì gà vẫn là gà, không bao giờ có mùi cá đâu, bạn hãy yên tâm đi. Hay quá. Như vậy thì lò vi ba Golson này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho chị em phụ nữ chúng mình. Nhắc tới chị em phụ nữ thì mới nhớ điều này nữa.
đối với chị em phụ nữ, và đặc biệt những chị em phụ nữ mà có con nhỏ thì thường là rất lo sợ cái chuyện là con mình đang uống sữa nhưng mà cái bình sữa nó bị nguội rồi, phải mang đi hâm lại. Thì bây giờ Mai đứng đây, Hiếu sẽ hướng dẫn cho Mai. Đâu? Chỉ cần bạn cái bình sữa đã nguội rồi đúng không? Đúng rồi. Bạn chỉ cần cho vào trong lò thôi, rất đơn giản. Đúng không? Bạn chỉ mất khoảng 10 giây thôi. 10 giây thôi. Chỉ 10 giây thôi. Thì cái bình sữa của bạn sẽ nóng lại, con bạn sẽ uống rất là ngon miệng và đặc biệt là còn được khử trùng nên không có sợ bị những cái loại vi khuẩn mà gây cái bệnh đường ruột cho con nhà bạn đâu. Bình sữa sẽ được nóng từ ngoài vào trong như vậy rất an toàn đấy. Nhưng mà Mai còn thắc mắc nữa là sau khi mà nấu nướng gì đó rồi dầu mỡ văng lên trên thành lò đó, rồi mình chùi rửa như vậy có ảnh hưởng gì tới máy hay không? Cái điều này cũng dễ hiểu bởi vì chị em phụ nữ rất là muốn nấu những món ăn ngon đúng không? Nhưng mà rất sợ là sau khi nấu xong thì dầu mỡ bắn tung tóe vào bên trong. Bạn hãy yên tâm, ở bên trong này được thiết kế bằng loại thép không rỉ, nó sẽ không bị oxy hóa, bạn dễ dàng lau chùi. Còn bề ngoài của lò Golden này được thiết kế một cái lớp sơn chống chày nè, chống xước và còn chống bám bụi bẩn nữa. Không biết là lò này bảo hành trong bao lâu? Bảo hành 2 năm lần đó. 2 năm? Mà đặc biệt là khi bạn mua sản phẩm lò Golden này, bạn sẽ có một cuốn sổ hướng dẫn bằng tiếng Việt nha. Bạn sẽ dễ dàng mở ra đọc xem những hướng dẫn cụ thể và những chức năng, bạn dễ dàng sử dụng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn cũng giống như bạn Mai, muốn mua hoặc quan tâm về những thông tin của sản phẩm, đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0839118686, 0839119898. Và sau khi nhận được yêu cầu của quý vị, trong thời gian từ 2 đến 3 ngày, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và có chương trình giao hàng miễn phí đặc biệt dành cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa hoặc là Bình Dương. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi các bạn nhé.